ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí trong đoàn chủ tịch, các đại vị đại biểu chúng ta ổn định vị trí, toàn hội khỏe chuẩn bị. Lễ diễu hành hội khỏe Phù Đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024 bắt đầu. Thưa các vị khách quý, thưa toàn thể hội khỏe, Thuận Thành là quê hương của nhiều di tích lịch sử văn hóa với lăng Kinh Dương Vương, chùa Bút Tháp, thành Luy Lâu Cổ, chùa Dâu, đền Sĩ Nhiếp, tranh dân gian Đông Hồ. Tất cả đã tạo nên một vùng đất cổ với nhiều di tích có giá trị quốc gia. Điểm nổi bật của giáo dục Thuận Thành là chất lượng giáo dục toàn diện luôn được duy trì ổn định trong top đầu của tỉnh. Quy mô hệ thống trường, lớp từ mầm non đến phổ thông được phát triển ổn định, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Cơ sở vật chất trang thiết bị trường học được tăng cường theo hướng kiên cố hóa và xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục thể chất được nâng cao. Kết quả tham dự các giải thể dục thể thao giai đoạn 1 của Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Bắc Ninh năm 2024 đạt 14 giải, trong đó bộ môn cầu lông đạt 4 giải, bộ môn đẩy gậy đạt 4 giải và 6 giải tại bộ môn điền kinh. Hội khỏe Phù Đồng lần thứ 10 năm 2024 lần này là dịp để thiếu niên học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trong toàn thị xã biểu dương các hoạt động văn hóa thể thao của ngành giáo dục và đào tạo Thuận Thành, là dịp để các trường giao lưu học tập và thi đấu theo tinh thần khỏe để học tập tốt, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu đến các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể hội khỏe, phần diễu hành của các đơn vị tham dự Hội khỏe Phù Đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024 xin phép được bắt đầu. Đi đầu đoàn diễu hành trong lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 là đội rước cờ Tổ quốc, cờ Hội khỏe Phù Đồng, ảnh Bác Hồ và khối hồng kỳ của các em học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Song Hồ. Trường Trung học cơ sở Song Hồ thành lập năm 1961. Đến nay, trường trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành. Hiện nay, trường có 39 cán bộ giáo viên, 18 lớp, 727 học sinh. Trường Trung học cơ sở Song Hồ là đơn vị đã được vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước và Ủy ban Nhân dân các cấp, các ngành tặng thưởng. Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2005, 3 lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động, 9 lần được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu khối trung học cơ sở tỉnh Bắc Ninh. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ tiên tiến xuất sắc năm 2002, tặng bằng khen năm 2005 cùng nhiều cờ, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiều giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, thị ủy, đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các cấp. Để tiếp tục nâng cao vị thế của đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Trường Trung học cơ sở Song Hồ quyết tâm xây dựng trường đạt 3 mục tiêu: trường có chất lượng giáo dục cao, cảnh quan sư phạm xanh, sạch, gọn, an toàn, thân thiện, phương tiện dạy học hiện đại. Đang tiến vào lễ đài là đơn vị Trường Trung học cơ sở Phường Hồ. Trường Trung học cơ sở Phường Hồ được thành lập ngày 28 tháng 3 năm 2000, là ngôi trường còn rất trẻ, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Phường Hồ, của chi bộ Trường Trung học cơ sở Phường Hồ, trường đã đạt được nhiều thành tích, nhà trường nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trường có nền nếp kỷ cương tốt, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với 39 cán bộ giáo viên. Các thầy cô luôn nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc. Nhiều thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh. Phong trào văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao của thầy trò nhà trường luôn sôi nổi và mạnh mẽ.
tham dự hội khỏe phụ đồng lần thứ 10 của thị xã Thuận Thành, đoàn vận động viên trường Trung học cơ sở Phường Hồ giành 11 giải thể thao cấp thị xã, 2 vận động viên tham gia cấp tỉnh cùng 100 em học sinh, đội đồng diễn aerobic nhiệt liệt chào mừng hội khỏe. Chúc hội khỏe phụ đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 thành công tốt đẹp. Đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên trường tiểu học Trạm Lộ. Trường tiểu học Trạm Lộ là đơn vị đại diện cho cấp tiểu học tham gia diễu hành tại hội khỏe phụ đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024. Trong nhiều năm qua, với sự phát triển của đất nước, sự đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo và sự nỗ lực của cán bộ giáo viên, cấp tiểu học Thuận Thành đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, đầu tư đúng hướng, có hiệu quả. Trong thành tích chung đó, trường tiểu học Trạm Lộ đã đóng góp rất nhiều những thành tích đáng kể. Về phong trào thể dục thể thao, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu nhà trường, cùng sự quan tâm của phụ huynh học sinh, phong trào thể dục thể thao đã thu hút rất nhiều thầy cô và học sinh tham gia, đạt rất nhiều thành tích cao. Với những cố gắng đó, thành tích đã đạt được rất đáng ghi nhận. Trường luôn luôn nhận được sự động viên và khích lệ của các cấp, các ban ngành đoàn thể, sự ủng hộ tin tưởng của phụ huynh, thầy và trò nhà trường xin hứa sẽ tiếp tục thi đua nỗ lực đạt nhiều thành tích hơn nữa. Đang tiến vào lễ đài là đoàn trường Trung học cơ sở Vũ Kiệt. Trường Trung học cơ sở Vũ Kiệt, tiền thân là trường Năng khiếu Thuận Thành, được thành lập từ năm 1990, nằm ở vị trí khu trung tâm của thị xã. Trong những năm qua, hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể thầy trò đã luôn không ngừng phấn đấu, đạt được nhiều thành tích ghi nhận. Hiện nay, trường Trung học cơ sở Vũ Kiệt đang thực hiện đề án phát triển trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh với 8 trường trung học cơ sở chất lượng cao của tỉnh. Với sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của tập thể, nhà trường quyết tâm phấn đấu xây dựng trường Trung học cơ sở Vũ Kiệt trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh Bắc Ninh. Đang tiến vào lễ đài là đơn vị trường Trung học cơ sở Hoài Thượng. Trường Trung học cơ sở Hoài Thượng được thành lập từ năm 1955. Trường nằm giữa trung tâm của xã Hoài Thượng, nơi có dòng sông Đuống hiền hòa chảy qua, là vùng quê văn hiến, giàu truyền thống hiếu học. Không chỉ quan tâm về giáo dục, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luyện tập thể thao, bồi dưỡng sức khỏe là bổn phận của người dân yêu nước, ban giám hiệu nhà trường còn rất quan tâm tới hoạt động thể dục thể thao cho học sinh. Đến với hội khỏe phù đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024, các vận động viên trường Trung học cơ sở Hoài Thượng quyết tâm thi đấu hết mình để mang lại những thành tích cao nhất cho hội khỏe phù đồng, viết tiếp vào trang sử vẻ vang của ngôi trường Trung học cơ sở Hoài Thượng thân yêu. Đang tiến vào lễ đài là đoàn trường Trung học cơ sở Hà Mãn. Trường Trung học cơ sở Hà Mãn được thành lập từ năm 1962 trong bối cảnh đất nước đang diễn ra cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược. Trải qua 62 năm xây dựng và trưởng thành, với sự cố gắng quyết tâm cao của tập thể nhà trường, các em cùng các em học sinh đã từng bước đưa chất lượng nhà trường vững bước đi lên. Năm học 2023-2024 này, nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục thi đua, dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mà các cấp, ủy đảng, phòng giáo dục và nhân dân giao cho. Đang tiến vào lễ đài là đoàn trường Trung học cơ sở Xuân Lâm. Trường Trung học cơ sở Xuân Lâm được thành lập và đi vào hoạt động từ năm học 1959-1960. Trải qua quá trình tác nhập nhiều lần với trường tiểu học, cơ sở vật chất của nhà trường chưa được ổn định. Đến năm 1993, trường được tách riêng thành trường Trung học cơ sở Xuân Lâm. Cho đến nay, cơ sở vật chất đã được đầu tư. Năm 2002, một khu riêng biệt với 17 phòng học thông thường và các phòng học chức năng. Nhà trường nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, kết quả thi vào lớp 10 trung học phổ thông hàng năm xếp thứ 6 trên 10 toàn thị xã. Tham dự hội khỏe phụ đồng lần này, nhà trường quyết tâm
giành những thành tích tốt nhất, góp phần vào sự thành công chung của Hội Khỏe Phù Đồng huyện Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024. Đang tiến vào lễ đài là đơn vị trường Trung học cơ sở Đình Tổ. Trường Trung học cơ sở Đình Tổ nằm trên địa bàn thôn Phút Tháp, xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành, là xã giáp danh với huyện Gia Lâm và thành phố Hà Nội, thủ đô đất nước, thủ đô của đất nước. Mục tiêu chiến lược của nhà trường là đào tạo ra lớp lớp học sinh cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tâm hồn, trong sáng về đạo đức, với lòng biết ơn Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội, với truyền thống ham học của người dân Đình Tổ và nỗ lực hết mình của thầy và trò, trường Trung học cơ sở Đình Tổ sẽ là bệ phóng để một ngày không xa, đưa con em trong xã trở thành những công dân tốt, là người tử tế, nguyên cống hiến hết mình cho nhân dân, cho Tổ quốc mến yêu. Đang tiến vào lễ đài là đoàn trường Trung học cơ sở Thanh Khương. Trường Trung học cơ sở Thanh Khương được thành lập từ năm 1971, thuộc phía nam thị xã Thuận Thành, nằm trên mảnh đất giàu truyền thống hiếu học, năng động, nơi có con sông Dâu xưa tấp nập trên bến giới thuyền, nơi hội tụ của văn hóa lưu lâu, chùa Dâu, cái nôi của đạo Phật Việt Nam. Đến với Hội Khỏe Phù Đồng Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024, đơn vị trường Trung học cơ sở Thanh Khương tham dự ở tất cả các nội dung thi đấu, nhiều nội dung có thế mạnh như đẩy gậy, điền kinh, đá cầu. Chắc chắn đơn vị trường Trung học cơ sở Thanh Khương sẽ giành những thành tích cao trong Hội Khỏe Phù Đồng lần này. Tiếp theo là đoàn trường Trung học cơ sở Nguyễn Quang Bật. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Quang Bật được thành lập từ năm 1962. Sau hơn 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay trường đã được khang trang, sạch đẹp cả về quy mô lẫn chất lượng. Trường có 580 học sinh chia thành 14 lớp. Trong những năm gần đây, Trung học cơ sở Nguyễn Quang Bật liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Về với Hội Khỏe Phù Đồng lần này, trường Trung học cơ sở Quang Bật cố gắng góp phần đưa phong trào giáo dục của thị xã Thuận Thành nói chung và phong trào giáo dục của phường An Bình nói riêng ngày càng phát triển. Đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên trường Trung học cơ sở Ninh Xá. Trường Trung học cơ sở Ninh Xá được thành lập năm 1961, đặt trên địa bàn phường Ninh Xá, thị xã Thuận Thành, một vùng quê giàu truyền thống hiếu học. Trong hơn 60 năm qua, nhà trường đã giáo dục và đào tạo khoảng hơn 5.000 học sinh ra trường, trong đó có khoảng gần 4.000 học sinh của trường tham gia học tập ở các trường trung cấp, cao đẳng và đại học. Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, năm học này, thầy và trò trường Trung học cơ sở Ninh Xá đặt ra kế hoạch cụ thể, từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng kỷ cương, nâng cao chất lượng dạy và học, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, từng bước đưa phong trào giáo dục của nhà trường một càng phát triển. Đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên trường Trung học cơ sở Mão Điền. Trường Trung học cơ sở Mão Điền, tiền thân là trường cấp 2 Mão Điền, được thành lập năm 1962. Trải qua 62 năm xây dựng và phát triển, ngôi trường nằm bên bờ Nam Sông Đuống đã, đang và sẽ phát triển từng ngày về mọi mặt. Trường Trung học cơ sở Mão Điền với bề dày truyền thống khoa bảng, nằm trên cái nôi của truyền thống văn hóa giáo dục Kinh Bắc, vẫn đang mạnh mẽ vươn lên từng ngày với quan điểm giáo dục, xây dựng trường học hạnh phúc, mỗi thầy cô là một tấm gương sáng để học sinh noi theo. Thầy mẫu mực, trò chăm ngoan là chất lượng giáo dục, là danh dự của nhà trường. Trung học cơ sở Mão Điền quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2023-2024, tiếp tục khẳng định vị thế và tên tuổi của nhà trường trên bản đồ giáo dục thị xã Thuận Thành nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung. Đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên trường Trung học cơ sở Đại Đồng Thành. Trường Trung học cơ sở Đại Đồng Thành, tiền thân là trường cấp 2 Đại Đồng Thành, được thành lập tháng 9 năm 1963, thuộc thôn Đồng Đoài, xã Đại Đồng Thành
ven sông Đuống giàu truyền thống văn hóa và di tích lịch sử, miền quê của Lăng Kính Dương Vương, đền thờ Thủy Tổ nước Việt. Đình Đồng Đông, nghe đồng đoài với năm vị đỗ khoa tiến sĩ, trải qua 60 năm phát triển và trưởng thành, nhà trường đã đạt danh hiệu thành tựu tốt đẹp. Nhiều năm liền, nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Tham dự hội khỏe phù đồng thị xã Thuận Thành năm 2024, trường Trung học cơ sở Đại Đồng Thành tiếp tục phấn đấu giành thành tích cao hơn nữa. Chúc hội khỏe phù đồng thị xã Thuận Thành thành công tốt đẹp. Đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều. Trường được thành lập vào năm 1966, ngôi trường được vinh dự mang tên danh nhân văn hóa quê hương xã Ngũ Thái. Trường nằm nghiêng mình bên dòng sông Bắc Hưng Hải với bề dày lịch sử và truyền thống hiếu học. Những năm qua, với sự nỗ lực cố gắng của lớp lớp các thế hệ thầy trò, nhà trường đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt và đạt được nhiều thành tích cao trong giáo dục. Với phương châm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường luôn quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và khuyến khích phong trào thể dục thể thao. Trong những năm qua, trường đã đạt được rất nhiều những thành tích đáng ghi nhận. Năm 2024 đạt huy chương đồng đôi nữ giải cầu lông hội khỏe phù đồng cấp tỉnh. Với những cố gắng nỗ lực thành tích đã đạt được, trường luôn nhận được sự động viên khuyến khích kịp thời của các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể. Trong tương lai, trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều xin hứa tiếp tục thi đua nỗ lực đạt thành tích cao, đóng góp vào sự nghiệp chồng người. Đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên trường Trung học cơ sở Sông Liễu. Trường Trung học cơ sở Sông Liễu được thành lập từ năm 1971, tiền thân là trường cấp 2 Sông Liễu, trải qua 53 năm xây dựng và trưởng thành. Cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều khó khăn thiếu thốn, song với sự cố gắng, quyết tâm của ban giám hiệu nhà trường, của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, của chính các em học sinh đã từng bước đưa chất lượng nhà trường vững bước đi lên. Năm học 2023-2024 này, nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục thi đua, dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mà các cấp ủy đảng, phòng giáo dục và nhân dân giao phó. Đang tiến vào lễ đài là đoàn trường Trung học cơ sở Chí Quả. Trường Chí Quả là phường có truyền thống hiếu học, đảng bộ và chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo cho sự giáo dục của nhà trường. Trường được thành lập từ năm 1959, đặt tại khu phố Phương Quan, phường Chí Quả. Thành tích lớn lao của nhà trường trong nhiều năm qua là đã đào tạo được một lực lượng lao động trẻ có kiến thức, có văn hóa, góp phần đắc lực cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. Nhìn lại chặng đường đã qua với nhiều sự thay đổi và vượt qua mọi khó khăn thử thách bằng sự nỗ lực, tận tâm, yêu nghề với tinh thần đoàn kết, dạy tốt, học tốt của thế hệ thầy và trò trong nhà trường, quyết tâm phấn đấu xây dựng nhà trường ngày càng phát triển lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Chúc thầy và trò trường Trung học cơ sở Chí Quả ngày một thành công. Đang tiến vào lễ đài là đơn vị trường Trung học cơ sở Nguyệt Đức, nằm trên địa bàn xã Nguyệt Đức, cách trung tâm thị xã Thuận Thành 8 km về phía tây nam. Trường được thành lập từ năm 1963, trải qua 60 năm hình thành và phát triển. Bằng ý chí, nghị lực, lương tâm và trách nhiệm của nhà giáo, trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước đảng, chính quyền và nhân dân xã nhà. Đến với Hội khỏe phù đồng huyện Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024 với tinh thần vui, khỏe để lập nghiệp và xây dựng tổ quốc, đoàn vận động viên nhà trường xin hứa sẽ tham gia thi đấu, cống hiến hết mình vì thành công chung của hội khỏe, vì nét đẹp của thể thao Thuận Thành. Đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định. Tiền thân của trường là trường cấp 1, cấp 2 Gia Đông, thành lập từ năm 1957. Trường nằm trên trục quốc lộ 17 thuộc địa bàn phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
đến với Hội Khỏe Phù Đồng lần thứ 10 của thị xã Thuận Thành, trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Định tham dự ở tất cả các nội dung thi đấu của Hội Khỏe với mục tiêu giao lưu, học hỏi và rèn luyện sức khỏe, tinh thần hữu nghị, đoàn kết, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Chúc Hội Khỏe thành công rực rỡ! Đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên trường trung học cơ sở Lưu Thúc Kiệm. Trường trung học cơ sở Lưu Thúc Kiệm được thành lập từ năm 1962, tiền thân là trường trung học cơ sở Trạm Lộ. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, mặc dù cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều khó khăn thiếu thốn, song với sự cố gắng quyết tâm của ban giám hiệu nhà trường, của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo và của chính các em học sinh đã từng bước đưa chất lượng của nhà trường vững bước đi lên. Phương châm hành động của nhà trường là chất lượng giáo dục, là uy tín, là danh dự của nhà trường. Về với Hội Khỏe Phù Đồng lần thứ 10 của thị xã Thuận Thành, trường trung học cơ sở Lưu Thúc Kiệm tham dự tất cả các nội dung thi đấu với mục tiêu giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, cống hiến hết mình vì nét đẹp của thể thao thị xã Thuận Thành nói chung và trường trung học cơ sở Lưu Thúc Kiệm nói riêng. Tiếp theo là đoàn vận động viên trường trung học cơ sở Nghĩa Đạo. Trường trung học cơ sở Nghĩa Đạo là một ngôi trường nằm ở phía nam của thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trường được thành lập từ năm 1992. Qua từng năm học, số học sinh và đội ngũ cán bộ giáo viên đã có nhiều thay đổi. Nhà trường luôn phấn đấu đi lên và đã đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trong nhiều năm. Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu và sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò, trường đã đạt được nhiều thành tích trong công tác giáo dục. Đặc biệt, năm học 2022-2023, tỷ lệ thi đỗ vào trung học phổ thông xếp thứ 6 trên toàn bộ thị xã. Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, năm học này, thầy và trò trường trung học cơ sở Nghĩa Đạo đặt ra kế hoạch cụ thể, từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng kỷ cương, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần vào sự phát triển chung của sự nghiệp giáo dục thị xã Thuận Thành. Chúc Hội Khỏe thành công rực rỡ! Cuối cùng là đội hình diễu hành của đoàn trọng tài. Đây là các thầy cô đang giảng dạy môn thể dục thể thao tại các trường trung học cơ sở và trường tiểu học trên toàn thị xã Thuận Thành. Các đồng chí là những người giáo viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nhiều năm liền đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp thị xã. Các đồng chí trọng tài sẽ là những người cầm cân, nảy mực, điều hành các môn thi đấu tại Hội Khỏe và góp phần làm nên thành công chung của Hội Khỏe với tinh thần công bằng, trung thực, khách quan và chính xác nhất. Chúc đoàn trọng tài hoàn thành tốt nhiệm vụ và chúc cho Hội Khỏe Phù Đồng lần thứ 10 thành công rực rỡ!
Kính thưa các vị đại biểu, thưa các vị khách quý, thưa toàn thể hội khỏe, hơn 800 học sinh đại diện cho 30.592 học sinh của 19 trường trung học cơ sở và 23 trường tiểu học trong thị xã Thuận Thành đã tập kết đầy đủ tại hội khỏe. Đề nghị hội khỏe nhiệt liệt chúc mừng. Đứng lại đứng. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể hội khỏe. Tiếp theo sẽ là phần rước ngọn lửa truyền thống của hội khỏe Phú Đồng. Đang tiến vào lễ đài là ngọn lửa truyền thống của hội khỏe Phù Đồng. Ngọn lửa được lấy từ lăng Kinh Dương Vương, nơi thờ thủy tổ của dân tộc Việt Nam. Ngọn lửa được 3 vận động viên tiêu biểu đã đạt giải cao ở các bộ môn, môn võ, môn tẩy gậy, cấp thị xã và cấp tỉnh. Lửa truyền thống do 3 vận động viên tiêu biểu đã đạt giải cao ở cấp tỉnh và cấp thị xã các môn võ và môn đẩy gậy. Em Nguyễn Thị Minh Châu, học sinh trường trung học cơ sở Ninh Xá, đạt giải nhất môn karate cấp thị xã và nhất cấp tỉnh, huy chương đồng giải võ karate khu vực miền Bắc. Em Nguyễn Ngọc Nhật Anh, học sinh trường trung học cơ sở Thanh Khương, đạt giải nhất tỉnh môn đẩy gậy cấp thị xã và giải 3 cấp tỉnh. Em Vương Bá Hưng, học sinh trường trung học cơ sở Nghĩa Đạo, đạt giải nhất môn võ taekwondo cấp thị xã. Vận động viên được vinh dự rước ngọn đuốc truyền thống là em Nguyễn Thị Minh Châu, học sinh trường trung học cơ sở Ninh Xá. Đề nghị toàn bộ hội khỏe cho một tràng pháo tay thật rộn rã để chúc mừng ngọn lửa truyền thống đã về với hội khỏe Phù Đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024. Thay mặt ban tổ chức, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Ngọc Thực, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy lên thắp lửa truyền thống của hội khỏe. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể hội khỏe, ngay lúc này, đồng chí Trần Ngọc Thực, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy đang tiến vào lễ đài. Đồng chí chuẩn bị nhận đuốc từ các vận động viên. Ngay lúc này, đồng chí đã bước lên lễ đài, giơ cao ngọn lửa truyền thống trước toàn thể hội khỏe. Châm lửa đại đuốc. Kính thưa quý vị đại biểu, ngọn lửa truyền thống của hội khỏe Phù Đồng đã rực cháy trên đài lửa. Khí thế hào hùng của ngọn lửa thiêng gắn liền với truyền thuyết chàng trai Phù Đồng vươn vai thần đánh đuổi giặc ngoại xâm, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ vững bước trên con đường học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngọn lửa truyền thống luôn gắn liền với hội khỏe Phù Đồng các cấp, là biểu tượng sức mạnh thần kỳ của dân tộc Việt Nam. Một biểu tượng truyền thống sáng ngời với tinh thần văn hóa, sức mạnh Việt Nam, và sẽ được thắp sáng trong suốt thời gian diễn ra hội khỏe Phù Đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024. Đề nghị toàn hội khỏe tiếp tục vỗ tay chào mừng. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quốc Trị, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã, Phó trưởng ban tổ chức Hội khỏe Phù Đồng, tiếp tục điều hành chương trình. Xin trân trọng kính mời ông. Đội hồng cờ chú ý về vị trí. Toàn hội khỏe chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghiêm. Chào cờ. Chào. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng yêu quốc, bước chân dồn quý. Thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến, thực hiện kế hoạch triển khai công tác Hội khỏe Phù Đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024. Hôm nay được sự nhất trí của Thường trực Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Thuận Thành long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024. Về dự và chỉ đạo lễ khai mạc, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu. Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí trong đoàn chủ tịch. Trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Ngọc Thực, tỉnh ủy viên,
Bí thư Thị ủy đề nghị toàn hội khỏe chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lê Ngọc Tú, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đề nghị toàn hội khỏe nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Văn Ảnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Bảo Đại, Phó Bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh. Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Văn Quốc Cường, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Thuận Thành. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Xuân Đương, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Thuận Thành. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Văn Thược, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã Thuận Thành. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024. Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Phương Đông, Thị ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội thị xã, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, các đồng chí là hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã và các đồng chí trong ban chỉ đạo, ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024 đã về dự đầy đủ, đề nghị toàn hội khỏe chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo là trưởng các đoàn tham dự Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 10 năm 2024, các đồng chí huấn luyện viên, trọng tài và hơn 800 học sinh tham gia diễu hành, biểu diễn, các đồng chí phóng viên, báo, đài của tỉnh và của thị xã cũng đã về dự và đưa tin về khỏe, đề nghị toàn hội khỏe chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024 lên phát biểu khai mạc Hội khỏe. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trần Ngọc Thực, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội khỏe. Hôm nay, trong không khí hân hoan chào mừng ngày hội thể thao của tuổi trẻ và hòa trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước, được sự nhất trí của Thường trực Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 10 năm 2024. Thay mặt cho lãnh đạo Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Thuận Thành, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi lời chào trân trọng đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các em học sinh đã về dự lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024 hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội khỏe, Thuận Thành là đơn vị có phong trào giáo dục phát triển của tỉnh Bắc Ninh. Điểm nổi bật của giáo dục Thuận Thành là chất lượng giáo dục toàn diện, luôn được duy trì ổn định. Ngành giáo dục và đào tạo Thuận Thành nhiều năm được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Trong những năm qua, bên cạnh việc
chỉ đạo các ngành giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng về văn hóa, Ủy ban thị xã Thuận Thành luôn quan tâm đến công tác giáo dục thể chất, thể dục thể thao và văn hóa, văn nghệ trong các nhà trường. Thuận Thành là đơn vị đã tổ chức hầu hết các môn thể thao theo điều lệ Hội khỏe phụ đồng cấp tỉnh với chất lượng chuyên môn cao. Để chuẩn bị cho Hội khỏe phụ đồng lần thứ 10 năm 2024, Ủy ban thị xã Thuận Thành chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo Thuận Thành xây dựng kế hoạch tập trung chỉ đạo ngay từ ngày đầu năm học, hỗ trợ kinh phí cho các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường để tổ chức các môn thi theo điều lệ của quy định. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội khỏe, lịch sử hội khỏe phụ đồng đã gắn liền với truyền thống hiếu học và tinh thần yêu nước của dân tộc ta. Từ những hình ảnh thánh gióng nhổ tre đánh giặc đến lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người dân yếu ớt là làm cho cả nước yếu ớt một phần. Người nhận định dân cường thì quốc thịnh, thể dục thể thao là một công tác cách mạng. Người kêu gọi toàn dân luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện thân thể khỏe mạnh thì mới đủ sức tham gia mọi công tác cách mạng. Chính Bác Hồ là một tấm gương sáng về tập thể dục thể thao để chúng ta học tập và nói theo. Hội khỏe phụ đồng là một sự kiện thể thao quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ học đường, là sân chơi bổ ích để các em học sinh rèn luyện sức khỏe, phát triển tài năng và thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi. Hội khỏe phụ đồng luôn là biểu tượng cho ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Hội khỏe phụ đồng thị xã Thuận Thành năm nay được tổ chức với mục tiêu đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhà trường của các học sinh, góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần cho các em. Đây cũng là dịp để các em học sinh thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong thể thao, giao lưu học hỏi và phát huy tài năng của mình. Thị xã Thuận Thành đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đặt ra những yêu cầu mới cho công tác giáo dục và đào tạo, trong đó việc rèn luyện thể dục thể thao đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các nhà trường và sự nỗ lực của các em học sinh, tôi tin tưởng rằng Hội khỏe phụ đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp. Như Bác Hồ đã từng nói, dân cường thì quốc thịnh, thế hệ trẻ hôm nay cần rèn luyện sức khỏe, trí tuệ, đạo đức để trở thành những người chủ tương lai của đất nước. Tôi mong muốn rằng các em học sinh sẽ thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong thể thao để đạt được những thành tích tốt nhất. Với ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội khỏe phụ đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024. Kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể hội khỏe lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Hội khỏe phụ đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024 thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe phụ đồng thị xã lần thứ 10 năm 2024. Tiếp theo chương trình là phần tặng hoa chúc mừng của Hội khỏe. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban thị xã, trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe phụ đồng lần thứ 10 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Song Cương, trưởng phòng giáo dục và đào tạo, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Hội khỏe phụ đồng lần thứ 10 năm 2024. Đồng chí Vương Thái Thảo, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo, Phó trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức Hội khỏe phụ đồng lần thứ 10 năm 2024 lên chuẩn bị nhận hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lăng hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban tỉnh và các sở. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Ngọc Tú, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Ảnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Bảo Đại, Phó Bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh xuống tặng hoa chúc mừng cho Ban chỉ đạo Hội khỏe phù đồng thị xã Tân Thành lần thứ 10. Trân trọng kính mời các đồng chí. Đề nghị toàn đội khỏe chúng ta có một tràng pháo tay chúc mừng. Và xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo văn phòng Ủy ban nhân tỉnh và các sở ngành của tỉnh. Tiếp theo là lăng hoa chúc mừng của lãnh đạo thị xã. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Ngọc Thực, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, đồng chí Văn Quốc Cường, phó bí thư thường trực thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Nguyễn Xuân Đương, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã xuống tặng hoa chúc mừng ban chỉ đạo Hội khỏe phù đồng. Trân trọng kính mời đồng chí. Chúc mừng ạ. Và ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thị xã. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể hội khỏe. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu em Sái Đức Tú, học sinh trường trung học cơ sở Vũ Kiệt, sẽ thay mặt cho các vận động viên tham dự Hội khỏe phù đồng lần thứ 10 năm 2024 lên đọc lời hứa của vận động viên. Trân trọng kính mời em. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các huấn luyện viên, tổ trọng tài, thưa toàn thể hội khỏe. Em tên là Sái Đức Tú, học sinh lớp 9A đến từ trường trung học cơ sở Vũ Kiệt, thị xã Thuận Thành. Thay mặt cho các vận động viên tham dự Hội khỏe phù đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024, xin hứa 1. Nghiêm chỉnh chấp hành luật và điều lệ thi đấu của Hội khỏe phù đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024. 2. Tuân thủ tuyệt đối các nội quy, quy định của ban tổ chức và sự điều hành của trọng tài. 3. Thi đấu hết mình, đạt thành tích cao nhất về tinh thần, đoàn kết, trung thực, cao thượng. Xin hứa, xin hứa, xin hứa. Em xin trân trọng cảm ơn ạ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu trọng tài Nguyễn Văn Lợi, giáo viên trường tiểu học Chí Quả, thay mặt cho tổ trọng tài lên tuyên thệ. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các huấn luyện viên, tổ trọng tài, kính thưa toàn thể hội khỏe. Tôi, Nguyễn Văn Lợi, giáo viên trường tiểu học Hà Mãn, thay mặt tổ trọng tài điều khiển các trận thi đấu tại Hội khỏe phù đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024, xin tuyên thệ. 1. Tuân thủ tuyệt đối luật, điều lệ và các quy định do ban tổ chức đề ra. 2. Điều khiển chuyên môn các trận thi đấu trên tinh thần trung thực, khách quan, công bằng và đúng luật. Xin thề, xin thề, xin thề. Xin trân trọng, cảm ơn. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Lợi. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể hội khỏe. Tiếp theo chương trình là phần tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Hội khỏe phù đồng lần thứ 10 năm 2024. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời
các đồng chí lãnh đạo trong đoàn chủ tịch xuống tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Ngọc Thực, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Ngọc Tú, phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Ảnh, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Bảo Đại, phó bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh. Trân trọng kính mời đồng chí Văn Quốc Cường, phó bí thư thường trực thị ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Đương, phó bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Thược, ủy viên ban thường vụ thị ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thị xã. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, thị ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo hội khỏe Phù Đổng lần thứ 10. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Phương Đông, thị ủy viên, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị xã sẽ xuống tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự hội khỏe Phù Đổng lần thứ 10 năm 2024. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể hội khỏe. Sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể hội khỏe thưởng thức các màn đồng diễn do các giáo viên và học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trong thị xã biểu diễn. Xin mời MC chương trình dẫn chương trình và các đoàn chuẩn bị biểu diễn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể hội khỏe. Sau đây xin được trân trọng kính mời các đồng chí cùng toàn thể hội khỏe theo dõi những màn đồng diễn của Hội khỏe Phù Đổng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024. Quý vị thân mến, múa lân là một trong những phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam với mong muốn đem đến những điều tốt lành cho mọi người. Múa lân là một nét văn hóa đặc trưng của cả các nước châu Á và theo tín ngưỡng của người châu Á thì những điệu múa lân này sẽ mang lại cho chúng ta những điều may mắn. Chính vì lẽ đó, những điệu múa lân sư rồng thường xuyên được trình diễn trong ngày Tết, những ngày lễ hội lớn. Múa lân không những là nghệ thuật trong dân gian mà còn là sự tranh tài với nhau giữa các đội múa. Trong màn trình diễn múa lân không thể thiếu ông Địa, một người bụng phệ, tay cầm quạt giấy to phe phẩy. Tùy theo không gian rộng hay hẹp, tùy theo ý nghĩa của dịp lễ hội, đội lân sư rồng biểu diễn từng bài, từng cách múa cho phù hợp. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức.
ơn, một tiết mục múa lân vô cùng sôi động. Quý vị thân mến, ngay bây giờ Hoàng Dung xin được mượn những cánh tay của quý vị. Chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào mừng 100 em học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Phường Hồ trong tiết mục đồng diễn aerobic. Quý vị thân mến, chắc chắn tiết mục aerobic của 100 em học sinh trường Trung học cơ sở Phường Hồ sẽ mang đến một nguồn năng lượng mới, tạo không khí sôi nổi, hào hứng và vui tươi cho toàn thể Hội khỏe Phú Đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024. Đề nghị toàn bộ Hội khỏe chúng ta nhiệt liệt chào mừng!
chiều con tim ngày đêm mong ngóng. Những đứa con Việt Nam quyết tâm giành lấy vinh quang cho nước nhà. Ngày gì sương gió, ngày gì gian khó, bạn ơi hãy nhớ một lần ra đi chiến thắng quay về. Dành lấy vinh quang cho nước nhà. Ngày gì sương gió, ngày gì gian khó, bài ngày hãy nhớ một lần ra đi chiến thắng quay về cờ sao tung bay. Hãy cố gắng lên bạn ơi, giành chiến thắng giây phút này. Hãy cố gắng lên bạn ơi. Xin được gửi lời cảm ơn phần đồng diễn aerobic của các em học sinh trường trung học cơ sở Phường Hồ. Tiếp theo chương trình là màn múa hát tập thể của 100 em học sinh đến từ trường tiểu học Trạm Lộ với tiết mục Thiếu Nhi làm theo lời Bác, bay cao ước mơ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
em là ngàn hoa rực rỡ, đường chúng em đi rộng những tương lai, tổ quốc thân yêu đang ngày đêm mong chờ. Xin được trân trọng cảm ơn một tiết mục vô cùng đặc sắc đến từ khối tiểu học, trường tiểu học Trạm Lộ. Kính thưa quý vị, và cuối cùng là màn biểu diễn võ cổ truyền dân tộc của đội võ thuật cổ truyền dân tộc. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt để chào đón 110 vận động viên gồm các thầy giáo và các em học sinh của đoàn võ thuật thị xã Thuận Thành. Trong những năm qua, dưới sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, số lượng học sinh đăng ký tham gia học võ và đánh được những bài quyền cơ bản ngày càng đông. Hầu hết các nhà trường đều có các câu lạc bộ võ thuật. Những năm gần đây, đoàn võ thuật thị xã Thuận Thành có rất nhiều các vận động viên tham gia thi đấu ở tất cả các thể loại và giành được nhiều huy chương vàng, huy chương bạc trong các cuộc thi thể thao và hội khỏe phù đồng các cấp. Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho những thành tích mà đoàn võ thuật thị xã Thuận Thành đã đạt được. Đến với hội khỏe phù đồng thị xã Thuận Thành lần này, đoàn võ thuật thị xã Thuận Thành sẽ mang đến những màn biểu diễn hoành tráng, chuẩn và điêu luyện trong từng thế võ, từng động tác và kỹ thuật của các bài karate do với 4 nội dung: quyền thuật, binh khí, đối luyện và công phá. Một lần nữa, hãy cùng những tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho đoàn võ thuật thị xã Thuận Thành. Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sự sánh. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Đình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng mãi luôn lưu truyền hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam. Vai rừng thiêng sắc son thề ước, thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tất nhiên thiên thư còn đó. Giặc bao phen khiết vết chôn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiêng ơi, ngàn sao cháu con ghi lòng. Sông lớn bạch đằng giang ơi, vui thầy bác quân sớm lớn.
xây gấm son san hà cho nước Việt Nam ta ngàn đời ngút cao hùng thiêng. Tình lý chân lễ ơi nguyện xin khắc ghi đời đời, dương máu dòng tín ơi còn đầy kiên trung bất khuất, như sóng bên đông kia ngàn năm mãi luôn lưu truyền, hào khí trời nam rạng ngời sắc son Việt Nam, cho đến ngàn năm sau rạng ngời sắc son hào khí Việt Nam. Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nòi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi ra nơi biển. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiên, con cháu là không tự hào.
nổi giống lạc hậu, giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy, hình bóng mẹ già đứng đợi con. Đẹp
giữa hè. Con muốn hôn ngàn lần lên đất. Đất mẹ Việt Nam mãi ôm con vào lòng. Chiều trái tim con người Việt Nam. Chiều cánh tay xây đắp nước non này. Nắm chặt tay giữ yên bờ cõi. Tiến vòng ngàn đời sơ xanh. Tổng diễn võ thuật của đội võ thuật thị xã Thuận Thành. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể hội khỏe, chương trình khai mạc hội khỏe Phú Đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024 đến đây xin phép được kết thúc. Kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho các vận động viên và tổ trọng tài sẽ luôn dốc hết sức mình mang đến cho hội khỏe Phú Đồng thị xã Thuận Thành năm 2024 những tiết mục tuổi trẻ cống hiến, những tiết mục gay cấn nhưng không kém phần hấp dẫn và đặc biệt là mang tinh thần thể thao cao thượng và fair play. Chúc hội khỏe Phú Đồng thị xã Thuận Thành lần thứ 10 năm 2024 thành công rực rỡ. Có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng. 30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông, 30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Thank you.